Đến chiều, tất cả nghệ sĩ, ca sĩ, vũ công đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Việt Nam Stronger mùa đầu tiên với chủ đề Giấc mơ phù đổng do báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trước giờ gờ của đêm diễn tối nay ngày 13 tháng 10, mọi công tác chuẩn bị chạy thử chương trình đã được ban tổ chức thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng với mong muốn mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đặc biệt. Mỗi tiết mục, âm thanh trong chương trình hy vọng sẽ chạm đến những cảm xúc trong trái tim mỗi người tham dự. Chia sẻ của ban tổ chức, đạo diễn, nghệ sĩ, ca sĩ đều hết sức tự tin vào sự lan tỏa và truyền cảm hứng của chương trình. Tới giờ phút này thì mọi công tác chuẩn bị cho cái đêm nhạc Giấc mơ phù đổng gần như là đã được hoàn tất. Chúng tôi bắt đầu bước vào cái giai đoạn là cho các nghệ sĩ tập dượt, sẽ luyện tập tại sân khấu để cùng phối hợp với nhau và cùng xếp về ánh sáng, về phần visual. Và hy vọng rằng là với tất cả sự chuẩn bị kỳ công trong suốt một tháng vừa qua, chúng ta sẽ có một cái đêm nhạc Giấc mơ phù đổng mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, nhiều cái nguồn năng lượng tích cực cho một cái chương trình lần đầu như thế này. Với nghệ thuật thì chúng ta sẽ có những khái niệm là chương trình nghệ thuật này hay là chương trình giải trí. Thì với cái chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng thì đó chính là một cái chương trình mà mình nghĩ rằng cũng không phải là quá mới lạ. Tuy nhiên nó sẽ là những cái ca khúc, những cái nội dung, những cái phần dàn dựng được tập trung vào những cái câu chuyện nó mang cái tính những nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người và nó mang một cái hơi thở tràn đầy cái năng lượng cho cuộc sống. Và hy vọng rằng là với cái cách làm như vậy, với cách chọn lọc bài vở biên tập như vậy thì người xem ít nhiều họ cũng sẽ cảm thấy thật là đầy năng lượng, thật là phơi phới, thật là cảm thấy vui và cảm thấy là cuộc đời đáng sống sau khi xem một cái chương trình như vậy. Và trong suốt thời gian vừa qua thì khi mà team biên tập bắt đầu thực hiện cái việc biên tập nội dung thì chính các cái ca khúc, chính những cái câu chuyện của những người nhạc sĩ, những người ca sĩ và thậm chí là có cả những người nghệ sĩ xiếc, những câu chuyện của họ một phần nào đã thôi thúc tụi mình có một cái nguồn năng lượng rất là phấn khởi, có một cái tinh thần rất là tràn đầy cái năng lượng và muốn đưa tất cả những điều đó lên sân khấu để cống hiến đến quý vị khán giả, để mang đến quý vị những cái điều tốt đẹp nhất, những cái điều mà các anh em nghệ sĩ đã làm được trong suốt thời gian vừa qua, trong suốt cái quá trình cống hiến và lao động nghệ thuật của họ. Và chương trình này thì nó không chỉ có phần hát, phần vũ đạo, phần múa, phần nhảy đâu, mà nó sẽ có cả những cái phần âm nhạc rất là mới lạ, vừa dân tộc vừa hiện đại, và nó có cả những cái màn xiếc mà chính những nghệ sĩ xiếc là những cái tài năng trẻ đã từng đại diện Việt Nam chiến thắng những cái giải thưởng rất lớn ở đấu trường quốc tế, ở thế giới, và sẽ mang lên sân khấu này để cống hiến cho quý vị. Và đó sẽ là những cái màn biểu diễn mà không chỉ tràn đầy năng lượng mà nó còn tràn đầy một sự tự hào cho một cái lứa trẻ mới của Việt Nam, như câu chuyện đó là Giấc mơ phù đổng, giấc mơ mà các bạn đã đạt được ở đấu trường quốc tế. Việt Nam Stronger là một chương trình đầu tiên của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng báo Sài Gòn Giải Phóng để thực hiện, với cái mục tiêu là tập trung vào hỗ trợ cho các cháu bé ở các cái vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, để thứ nhất là các cháu tới trường được tiếp tục học tập, và đặc biệt nữa là phải có thêm cái kiến thức để chấp cánh cái ước mơ của các cháu càng lớn hơn so với những giấc mơ hiện tại của các cháu. Bởi vì các cháu ở các cái vùng xa thì thiếu cái nguồn thông tin và cũng thiếu những cái trang sách để mà chấp cánh thêm những cái nguồn ước mơ của các cháu. Thì như vậy thì đây là một cái chương trình mà nó gần như là toàn diện góc độ về tinh thần cũng như thể chất cho các cháu bé có thể phát triển phù hợp với cái nhu cầu mới của phát triển của xã hội, của đất nước, và đặc biệt hướng tới một cái ước mơ mà ở đó là ước mơ hùng cường của một dân tộc. Quan trọng nhất đó là chúng ta lan tỏa một cái sự chung tay. Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là báo Sài Gòn Giải Phóng thì chỉ có hai đơn vị, nhưng mà nếu được chung tay rất là nhiều như bạn đọc hay là lực lượng doanh nhân trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh hay là doanh nhân nói chung thì nó sẽ là một cái thông điệp mạnh mẽ và mọi người sẽ đồng hành. Mà phải nói rõ đây là một chương trình đầu tiên để mở ra một cánh cửa mới, mở ra một không gian mới, mở ra một cái nền tảng mới để giúp cho chúng ta có thể chung tay cho vì trẻ em có một cái tương lai và một ước mơ lớn hơn so với hiện tại. Dù căng thẳng hồi hộp khi chuẩn bị cho tiết mục của mình, các ca sĩ nghệ sĩ như gia đình nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp, Ngọc Mai, bé Hùng Tâm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhạc sĩ ca sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Mira Trần, ca sĩ Phương Mỹ Chi, nhạc sĩ ca sĩ Võ Việt Phương, ca sĩ Bella Vũ, vũ đoàn Phương Việt vẫn không giấu được sự hào hứng tràn đầy năng lượng trước giờ diễn ra chương trình. Một cái tên của chương trình làm cho Hùng cảm thấy rất là có nhiều cảm hứng, Giấc mơ phù đổng.
chúng ta đang nỗ lực để giúp cho những trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo có được sự hỗ trợ tích cực nhất. Thì đây là một cái chương trình vô cùng ý nghĩa mà Phi Hồng đã cảm nhận được từ báo Sài Gòn Giải Phóng kết hợp với các mạnh thường quân. Nên là trong chương trình này thì Phi Hồng cũng gửi gắm vào đó những thông điệp mang năng lượng tích cực, năng lượng yêu thương và giúp chúng ta gắn kết với nhau. Điều mà Phi Hồng cảm thấy tâm đắc nhất đó là khi mà tham gia chương trình này thì đã gặp được những người đạo diễn hết sức là nhiệt tình, cũng như là ekip thực hiện thì vô cùng là chuyên nghiệp. Vì thế Hồng tin rằng là đêm Giấc Mơ Phù Đồng sẽ là một đêm ấn tượng mang lại cho khán giả. Trong tiết mục mà Phi Hồng tham gia thì Phi Hồng sẽ giới thiệu một ca khúc mà do Phi Hồng sáng tác, đó chính là bài hát Ngày Bình Yên. Trong thông điệp Ngày Bình Yên này là một tiết tấu rất là vui, sôi động kết hợp với nhóm ABC Kids. Và bên cạnh đó thì cũng giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh, một ca khúc có tựa đề Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một ca khúc mà có thể gói trọn được tất cả tâm tư của những người dân thành phố, lúc nào cũng nhiệt thành, mến khách và một thành phố văn minh, nghĩa tình. Hôm nay là Bella rất là vinh dự khi mà được mời tham gia chương trình Việt Nam Stronger Giấc Mơ Phù Đổng, bởi vì là được diễn chung sân khấu với lại các cô chú anh chị nghệ sĩ rất là lớn, và đây cũng là một chương trình rất là ý nghĩa nữa, nên là em cảm thấy rất là vinh dự, cũng hơi hồi hộp chút xíu. Tiết mục của em sẽ mang những cái giai điệu rất là vui, rất là sôi động. Bài hát của Bella thì mang ý nghĩa toàn là về Việt Nam thôi, nên là Bella cũng muốn gửi là mong là trong tương lai thì Việt Nam sẽ phát triển thật là nhiều. Chương trình lần này thì em rất là may mắn khi mà được làm đại sứ hình ảnh. Em cũng vừa được đi xuống một cái chỗ dự án thực tế mà có thư viện container, thì em cảm thấy đó là một cái dự án rất là có ích cho các bạn, và các bạn được hưởng ứng rất là nhiều từ đó, và cũng rất là cái sự nâng cao của kết quả học tập. Nên là em rất là chương trình này là một trong những chương trình mà em cảm thấy rất là thích, bởi vì nó vừa với lứa tuổi của bọn em nữa. Mọi người ơi, mọi người hãy tới để xem một chương trình đầy ý nghĩa cùng với lại các nghệ sĩ yêu thích của mọi người nha. Khi mà nhận cái chương trình Việt Nam Stronger đó, là Quốc Nghiệp và Ngọc Mai thực sự là không có suy nghĩ đến cái việc gì hết mà là nhận lời ngay. Bởi vì bản thân hai vợ chồng và cả gia đình là một trong những cái người rất là yêu nước, và nghe tới Việt Nam Stronger thể hiện một cái Việt Nam mạnh mẽ thì không lý do gì mà mình từ chối hết. Và đã chuẩn bị rất là nhiều thứ đây, mọi người thấy đầu tóc Quốc Nghiệp là vừa mới chạy chương trình xong cùng với lại con trai rồi lại mẹ nó để chạy một cái chương trình sân khấu để tối nay thực hiện một cái màn biểu diễn mà phải nói là hết mình cho tất cả khán giả tối nay của Giấc Mơ Phù Đổng. Bản thân của em thì cũng rất là vui, bởi vì thứ nhất là cả gia đình là được cùng chung tay với nhau để mà có một phần nho nhỏ trong một cái dự án chung để biết tới Giấc Mơ Phù Đổng Việt Nam Stronger và những cái dự án sau đó rất là ý nghĩa, nào là thư viện container, nào là quỹ học bổng xây dựng tiếp những cái ước mơ cho các con. Thì mình cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà cả gia đình được tham gia vào cái chương trình ý nghĩa như thế này, mà sẽ gửi đến mọi người một cái gì đó nó rất là thúc giục cho mọi người cảm thấy là ôi, Việt Nam mình rất là tuyệt vời và mình rất là tự hào mình là một người con của đất nước Việt Nam này. Hiện tại bây giờ thì Chi cảm thấy rất là hào hứng để có thể tối nay có thể diễn trong chương trình Việt Nam Stronger Giấc Mơ Phù Đổng. Chi cảm thấy mình rất là vinh hạnh khi được đồng hành cùng chương trình, bởi vì Chi biết đây là một cái chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng, và nếu mà làm được một phần ở trong đó thì Chi cảm thấy đó là một cái vinh dự của Chi. Tối nay thì Chi trình diễn hai tiết mục, trong đó có một tiết mục tên là Những Ngôi Sao Xa Xôi. Đây là một cái bài hát mà nói về cái việc thúc đẩy nhau và động viên nhau vượt qua những khó khăn. Thì Chi cảm thấy đây là một cái tinh thần rất là giá trị mà không những là người trẻ hoặc là những người mà chưa trẻ như thế nào đó thì vẫn có thể xem đây là một cái bài hát để thúc đẩy tinh thần cho mình vượt qua tất cả những cái thử thách phía trước. Đặc biệt nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng dành tặng riêng chương trình ca khúc đặc biệt Thắp Sáng Niềm Tin Vượt Khó Đến Trường do Top Ca Thiếu Nhi thể hiện. Nội dung chương trình nêu bật tinh thần lá lành đùm lá rách, bởi cả trong khó khăn gian khổ hay lúc hoạn nạn, mất mát, vẫn luôn ánh lên niềm tin về sự sẻ chia giúp đỡ. Các tiết mục trong chương trình đều mang đến thông điệp về lòng tự hào dân tộc và thúc đẩy mỗi chúng ta hãy cùng hành động, bởi ngàn lời nói hay không bằng một hành động thiết thực dành cho cộng đồng. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 19 giờ tối nay tại nhà hát Hòa Bình, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.